chờ, còn buồn vơ. Các bạn đang nghe CD nhé, đĩa CD dàn Yamaha CRX 040. Dàn với ngoại hình nhỏ gọn hiện đại, tuy nhiên công suất rất là lớn. Con biết bây giờ mẹ chớ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi điên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người xưa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Mình tạm tắt tiếng nha các bạn. Các bạn đang nghe đĩa CD của dàn Yamaha CRX 040. Đây là một dàn có kiểu dáng hiện đại và rất là gọn gàng. Tuy nhiên cái phần hậu loa, hậu của máy rất là sâu để nó lấy cái phần âm trầm cực kỳ tốt. Đây là một cái phần thinh khuynh hướng là thu nhỏ kích thước nhưng mà vẫn giữ được chất âm sắc bén, và đặc biệt là tiếng bass rất là trầm, rất là sâu của Yamaha. Và đặc biệt là ngoại hình của dàn Yamaha màu đỏ này còn rất là mới nha các bạn. Con này đời 2010. Và đây, để mình thử click vào đây. Mình giảm cái độ sáng xuống để các bạn có thể thấy rõ hơn nha. Đây các bạn có thể dễ dàng tham khảo cái thông tin trên trang Yamaha. Đây. 2010. Mình đang tạm dịch. Đấy, để trên kệ rồi rất là gọn gàng và rất là đẹp. Nó con này có cổng USB nè, CD, cổng USB trực tiếp. Và có cổng portable là cổng line 3.5 trực tiếp kết nối điện thoại, máy tính, TV vân vân. Và ở phía trên của cái mặt máy này các bạn có thể thấy, ở phía trên của cái đầu trên là có thể gắn được cái iPod, iPhone 4S vân vân, chân 30 pin. Các bạn có thể tận dụng cái chân 30 pin này hoặc là cổng USB để gắn cái USB Bluetooth hoặc là chân 30 pin Bluetooth nhé. Đây con này những cái công nghệ là công nghệ chống rung nè. Nghe nhạc CD, MP3 qua CD cũng được. Vân vân, cổng iPod và đặc biệt USB. Và công nghệ này là cái công nghệ có thể các bạn có thể thấy được cái công nghệ thu gọn của Yamaha với là cái thùng loa chống rung và cho âm trầm cực kỳ tốt. Đây. Thiết kế loa toàn dải nhưng mà bass chép vẫn giữ được rất là đặc trưng và đặc biệt là cái âm trầm xuống rất là sâu. Đó, đây là công nghệ của Yamaha. Và chúng ta đang nghe CD nhé các bạn. Bây giờ chúng ta chuyển qua nghe một bài nhạc ở trên điện thoại. Ở trên điện thoại nha. Một bài trữ tình đó đi, trước khi vào những bài nhạc mạnh hoặc là bài guitar vân vân. Xương trắng miền quê ngoại. Và chúng ta chuyển cổng nhé. Có điều khiển học chỉnh full chức năng của dàn này. Chỉnh bass chép được 6 dB, 6 nấc. Rồi. Bạn chờ mình tăng độ sáng lên lại nhé. Ok, các bạn chờ một xíu để mình chuyển cổng qua cổng portable. Có điều khiển học full chức năng của dàn máy này nhé. Tôi buồn giữa băng lâu lạch. Nghe là từ đầu nhé. Mình đang để cân bằng, không có chỉnh gì hết. L
lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm. Bạn có thể mình đang chỉnh bằng điều khiển nữa các bạn. Sương trắng rơi, các bạn hãy quan sát cái màn hình nhé. Ướt lạnh mềm, chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thêm súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thơ dài, nơi chôn xa buồn thương mẹ quàng gánh, em còn khêu sáng ánh đèn từ sương. Cộng 6 decibel rất là lớn. Một khi con về quê ngoại xưa, để mẹ nhắn lời thăm đường làng cũ, năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường. Giờ đây con đường giảm âm trầm lại xíu nhé. Con này bass cực kỳ tốt. Điều đầu tiên mọi người có thể cảm nhận được nó là nhỏ gọn, hiện đại, đẹp mắt. Nhưng mà đừng xem thường cái công suất của nó. Loa bằng gỗ nha các bạn. This is a right away dress. I gotta made it today. Straight to my main inspirer. She's urgent from the USA. Vặn nhỏ âm lượng lại. Và để nói thêm về kích thước của dàn máy con Yamaha Series 040 này, chiều sâu của loa, điều đầu tiên mình nói đó là cái chiều sâu của loa. Chiều sâu của dàn máy tương đồng với nhau. Chiều sâu của loa là 28,5 cm. Nó lấy một cái hậu loa rất là sâu để nó lấy cái bass cộng hưởng, nó thu gọn cái kích thước của loa lại. Và tổng bề ngang, tổng bề ngang của cái dàn này, bề ngang nhé, là 42 cm. Bề ngang là 42 cm, chiều sâu là 28,5. Nếu mà tính luôn nút này nọ thì cũng hơn là 3. Nếu mà chiều sâu của máy là luôn nút này nọ, trạm gài thì vân vân, thì nó sẽ lên được khoảng 30 mấy cm, tầm khoảng 33 cm. Và các bạn có thể thấy đây, cái thiết kế này là bằng nhôm chứ không phải bằng nhựa nhé. Thùng loa thì bằng gỗ. Cái màu đen mà các bạn đang thấy ở phía trên đây nè, đây cái thùng này là bằng gỗ, thùng loa hai bên là bằng gỗ hết. Còn cái phần màu đỏ là bằng nhôm.
nguyên một mảng nhôm rất là dày từ trên ốp xuống mặt dưới của cái thân máy. Và đây là cái phần nhôm, đây nguyên cái này là cái phần lằn nhôm các bạn, nó cũng bo tròn hết từ trên xuống dưới cái loa. Một thiết kế vừa gỗ và nhôm chứ không phải là bằng nhựa nha các bạn, rất là bền, màu sắc được giữ nguyên vẹn rất là tốt. Rồi chúng ta bấm chuyển cổng qua cổng USB play. USB rất là nhạy, mình đang thử USB 8GB nhé, các bạn có thể xài dưới 16GB. Nắng có phai trên cuộc tình yêu em. Bản tình cuối Tuấn Ngọc. Chúng ta đang nghe qua USB MP3. Mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ những tình người xa xôi. Còn rất là mới nha các bạn. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó USB gắn vào và play thôi. Các bạn có tận dụng cái USB này làm cái USB Bluetooth rất là tiện. Và một bài nhạc mạnh nữa thông qua cái điện thoại của mình nhé. Tại vì có nhạc mạnh ở trong đây nên mình sẽ chuyển qua cổng Line-in, cổng Portable. Bạn nên đeo tai phone vào để cảm nhận âm trầm cực tốt của nó nhé. Và công suất cũng rất là lớn. Chúng ta test dàn Yamaha Series 040 đời 2010, CD USB, cổng portable 3.5 và cổng iPod, chỉnh được bass chép 6 nấc và thiết kế nhỏ gọn, tuy nhiên công suất rất là lớn và âm trầm, âm chép cũng rất là rõ ràng. Yamaha 040 màu đỏ hôm nay. Và bài nhạc Listening to Your Heart là kết thúc bài test của Yamaha này. Các bạn đừng quên bấm like cho mình và đừng quên tham khảo thông tin giá thành cũng như là thông số kỹ thuật trên trang Facebook, Zalo và kênh Hàng Loạt Nhật Vũ, kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.